nó là con mèo chứ không phải là con mèo. Trời ơi, tình yêu của em còn nguyên vẹn đi mà. Những đó qua đẹp nhất trên thế giới. Rồi má ơi, con còn em, má ơi, trời đất ơi. Chỉ có đêm Halloween mới thấy cái chuyện này thôi mà. Nhưng mà tình yêu của anh ấy đã thích cho em. Anh nói yêu mà khi biết. Cái này là gì? Cái này cho mình quá. Thank you.